Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, đã có một biến cố đau lòng đã xảy ra. Đó là Bình Thánh Chúa bị đánh cắp. Biến cố này xảy ra vào đêm ngày 6 tháng 1 năm 2022 tại nhà thờ Saint-Germain, nước Pháp. Một giáo dân đã báo cho cha xứ, ngài tên là Joseph Lokendan Zala, rằng có một cánh cửa nhỏ thường khóa bây giờ đã mở ra. Cha Loken Dan Zala ngay lập tức đến nhà thờ và phát hiện cửa nhà thờ đã bị phá. Khi bước vào nhà thờ thì ngài phát hiện rằng ba trong bốn hộp mà giáo dân quyên góp tiền đã bị vỡ và cửa tiếp nhận cũng bị phá. Đây thường là nơi cất giữ những lễ vật mà Kitô hữu dâng cúng. Nhưng có một cái sự cố nghiêm trọng đã diễn ra phía trước của nhà thờ. Kính thưa quý vị và anh chị em, ở phía trước nhà thờ, nhà tạm đã bị mở ra và họ lấy đi chiếc xi bo bằng vàng chứa mình Thánh Chúa. Các bánh thánh đã được thánh hiến. Điều này là điều nghiêm trọng nhất. Đó là sự hiện diện của Chúa Kitô, Bí tích Thánh Thể mang lại sự sống cho chúng ta đã bị đánh cắp. Đến lúc này, cha sợ vẫn còn bị sốc. Đó là một đau khổ lớn đối với chúng tôi. Ngài chia sẻ như vậy. Sự xuống cấp của cải vật chất, nạn trộm cắp tất nhiên là nghiêm trọng. Nhưng cái sự xúc phạm này đã làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Cha Loken Dan Zilan ngay lập tức đã đóng cửa nhà thờ và gọi cha tổng đại diện để tổ chức một thánh lễ sám hối. Và sau đó cảnh sát cũng được thông báo và cha cũng đã nộp đơn khiếu nại. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em vừa nghe qua câu chuyện thì đây là một cái điều đáng tiếc thật sự đã xảy ra. Không biết họ đánh cắp mình Thánh Chúa để làm gì. Nếu mà đánh cắp tiền những cái vật dân cúng của các Kitô hữu thì điều đó cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đằng này họ lại đánh cắp mình Thánh Chúa. Không biết điều này có ý nghĩa gì với họ mà họ đã làm điều này. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho những người đã làm những việc này. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công Giáo để có thể nhận được những video mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.